Xin chào anh em, trong video này mình sẽ liệt kê ra top 10 vị tướng mạnh nhất trong huyền thoại hải tặc ở thời điểm tháng 11 này anh em nhá. Anh em lưu ý đây chỉ là cái ý kiến cá nhân của mình mà thôi, thế cho nên nếu như anh em có ý kiến khác nhớ để lại comment ở bên dưới, chúng ta cùng thảo luận chứ đừng gạch đá vỡ đầu nhau ra anh em nhá. Top 1, Mihawk Samurai. Đây là một tướng có khả năng gây sát thương diện rộng cực kỳ mạnh mẽ và kiểm soát tốt nhờ tốc độ và sức mạnh vượt trội anh em nhá. Kỹ năng nộ, tốc kiếm Yoru giúp Mihawk tấn công toàn bộ kẻ địch với sát thương cực cao dựa trên công, đồng thời giảm nộ đối thủ làm gián đoạn khả năng phản công của họ. Khả năng tăng sát thương theo mỗi điểm tốc độ cao hơn mục tiêu và hồi phục nộ cho phép Mihawk gây sát thương liên tục. Hiệu ứng tăng sát thương nộ sau mỗi lần kích hoạt cũng khiến cho Mihawk trở nên nguy hiểm hơn trong các lượt sau anh em ơi. Kỹ năng bị động Haki cao cấp giúp Mihawk gia tăng nhiều chỉ số tấn công và tốc độ, tạo điều kiện để Mihawk bỏ qua các hiệu ứng giới hạn sát thương của mục tiêu. Đòn đánh thương của Mihawk có thể gây sát thương lớn, giảm tốc độ đối thủ, làm cho chúng dễ bị áp đảo hơn anh em ạ. Thị giác nhạy bén giúp Mihawk duy trì tốc độ vượt trội trong khi kiếm sĩ mạnh nhất gia tăng tốc độ vĩnh viễn qua các lượt, và hiệu ứng uy hiếp khiến đối thủ không thể hành động, giảm thủ của kẻ địch có tốc độ thấp anh em nha. Nhìn chung mình thấy Mihawk là một vị tướng có khả năng dồn sát thương và kiểm soát cực mạnh, lý tưởng cho vai trò sát thương chủ lực và áp chế tốc độ đối thủ trong các trận đấu căng thẳng anh em ơi. Với tội đây là vị tướng limited, thế thành ra ở thời điểm hiện tại thì anh em không thể nào mà sở hữu nữa rồi. Chắc chờ sau này có sự kiện nào nạp thôi anh em ạ. Nhưng nhìn chung mình vẫn thấy nó mạnh. Top 2 lại là một vị tướng limited nữa, Acer Barret. Đây là một vị tướng mạnh về sát thương diện rộng và khả năng gây hiệu ứng viêm hỏa để làm suy yếu kẻ địch theo thời gian. Với kỹ năng nộ luyện ngục thần viêm, Ace có thể tấn công toàn bộ kẻ địch với sát thương cao, xóa hiệu ứng bất tử của đối thủ và kích hoạt toàn bộ sát thương từ hiệu ứng viêm hỏa ngay lập tức anh em nhé. Hiệu ứng viêm hỏa không chỉ gây sát thương trực tiếp mà còn giảm vĩnh viễn máu tối đa của kẻ địch, gây áp lực lâu dài. Chiêu thức thức tỉnh năng lực giúp Ace gia tăng đáng kể công và tốc độ, đồng thời mỗi đòn đánh thường đều có khả năng đạt thêm một tầng viêm hỏa nữa, duy trì hiệu ứng gây sát thương và giảm máu của đối thủ anh em nhé. Kỹ năng cánh giữ địa ngục làm cho Ace trở nên mạnh hơn khi có kẻ địch hồi sinh, với khả năng tăng công hồi nộ, gây viêm hỏa lên toàn bộ địch và có thể hành động ngay lập tức. Điều này giúp Ace có thể kiểm soát kẻ địch hồi sinh và tiếp tục áp đặt sát thương lên toàn bộ đối phương luôn anh em ạ. Kỹ năng bất tử chi hỏa bảo vệ Ace khỏi bị hạ gục, hồi phục 50% máu và tạo hiệu ứng hỏa chủng lên kẻ địch từ đầu trận, giúp duy trì hiệu ứng viêm hỏa khi địch hành động. Ace Severus là một tướng sát thương diện rộng có sức sống sót cực kỳ cao anh em nhé. Kiểm soát kẻ địch và duy trì sát thương lâu dài, lý tưởng cho các trận đấu cần sự bền bỉ và dồn ép đối thủ anh em ơi. Top 3, Tứ Hoàng Dâu Đen. Đây là một vị tướng mạnh về cả sát thương cũng như là hỗ trợ anh em nhé. Có khả năng kiểm soát địch và gia tăng sức mạnh theo thời gian. Chiêu nộ của Dâu Đen là Hắc Ám Chấn Động. Đây là một chiêu thức giúp cho Dâu Đen tăng công và tấn công toàn bộ địch với sát thương cực cao. Kỹ năng này còn giảm công và sát thương chuẩn của đối phương nữa, đồng thời có khả năng chảm sát giúp tiêu diệt địch có máu thấp hơn công của Dâu Đen mà không bị ảnh hưởng với các hiệu ứng phòng thủ anh em nhé. Kỹ năng bị động Tứ Hoàng Bạo Chúa giúp tăng công này, máu này, tốc độ và khả năng miễn sát thương chuẩn cho Dâu Đen. Đòn đánh thường thì tấn công toàn bộ kẻ địch, gây sát thương cao và hút nộ, giúp giảm khả năng phản công của đối thủ anh em ơi. Chiêu thức bóng tối lan tràn, khi Dâu Đen vẫn còn trên trận thì toàn đội được tăng cường khả năng kháng chí mạng và sát thương chuẩn anh em nhá. À đấy, còn có cả khả năng giảm sát thương nữa anh em ạ. Và khi đồng đội mà bị hạ, Dâu Đen kế thừa công của họ, tăng cường sức mạnh bản thân theo thời gian. Kỹ năng Bá Khí Tứ Hoàng sẽ giúp tăng sát thương lên kẻ địch có công thấp hơn, với cơ hội miễn nhiễm sát thương và hiệu ứng từ địch, giúp Dâu Đen sống sót lâu hơn trong trận đấu anh em nhá. Dâu Đen là một tướng cực kỳ mạnh mẽ và bền bỉ, phù hợp với vai trò vừa tấn công vừa hỗ trợ đội, gây áp lực lớn lên đối thủ qua kỹ năng kiểm soát và sát thương diện rộng anh em ơi. Top 4, Drop Lucy. Đây là một sát thủ cực kỳ mạnh mẽ với khả năng gây sát thương lớn và áp chế kẻ địch. Chiêu nộ của Lucy thì giúp cho toàn đội của mình có thể tăng được cái khả năng xuyên thủ anh em nhé, và chắc chắn là có thể gây ra một lượng sát thương cực kỳ lớn với mục tiêu có công cao nhất bên kẻ địch, đồng thời xóa hiệu ứng tăng chỉ số của địch anh em ơi. Với dấu ấn thú săn mồi, Lucy có thể bỏ qua hiệu ứng phòng thủ của kẻ địch và gây trầm mặc, ngăn chúng sử dụng nộ anh em ạ. Với kỹ năng kẻ mạnh nhất CP9, Lucy tăng các chỉ số phòng thủ và tốc độ, đồng thời mỗi đòn đánh thường gây sát thương diện rộng và có cơ hội gây trầm mặc, giảm khả năng phản công của đối thủ anh em nhá. Mỗi khi đồng đội bị hạ gục, Lucy tăng máu tối đa và đặt dấu ấn thú săn mồi lên kẻ địch, giúp cho Lucy có thể tăng sát thương lên mục tiêu bị đánh dấu. Điều này làm cho Lucy mạnh hơn trong các trận đấu kéo dài. Khi né sát thương thành công, Lucy tăng khả năng miễn chống và đánh dấu thú săn mồi lên kẻ địch, tích lũy cộng dồn báo săn. Khi đủ cộng dồn, anh ta sẽ kích hoạt ngay chiêu nộ, tạo ra một chuỗi sát thương liên tục. Nhìn chung mình thấy Lucy là một trong những vị tướng dồn sát thương cực kỳ mạnh và có khả năng khống chế, lý tưởng cho việc triệt hạ các mục tiêu quan trọng và duy trì áp lực trong trận đấu anh em ạ. Top 5 chính là vị tướng Boa Lilith anh em nhá. Đây là một tướng với bộ kỹ năng gây sát thương diện rộng và các hiệu ứng khống chế, hỗ trợ đội hình một cách toàn diện luôn anh em ơi. Khi Boa Lilith nộ, tăng công toàn đội và tấn công toàn bộ kẻ địch 2 lần với sát thương lớn. Kỹ năng này còn có khả năng gây hiệu ứng quỷ ám, tạo sát thương lớn khi địch hành động, khiến đối phương phải chịu đòn tổn thất nặng nề theo thời gian anh em nhé. Kỹ năng Nữ Hoàng Quyến Rũ sẽ gia tăng nhiều chỉ số cho Boa Lilith, đặc biệt là công và xuyên miễn chống,
Đón đánh thường của Lilith cũng có thể giảm nộ của đối thủ và tăng công cho bản thân, giúp duy trì sức mạnh trong suốt trận đấu. Đầu trận, kỹ năng mê loạn tâm trí sẽ giúp gây hiệu ứng hoa vũ lên địch hàng trước, làm giảm khả năng sử dụng kỹ năng của chúng. Đồng thời, nó bảo vệ Boa Lilith và đồng đội cùng hàng khỏi các hiệu ứng khống chế, gia tăng khả năng sống sót cho đội hình của mình anh em ơi. Với kỹ năng Ta là chúa quỷ, khi dùng kỹ năng nộ, Boa Lilith hồi phục nộ và có thể áp đặt hiệu ứng tín đồ lên kẻ địch. Khi kẻ địch có tín đồ tấn công Boa Lilith, sát thương của chúng sẽ bị chuyển thành hồi máu cho Boa Lilith, thế mới cay chứ lại. Giúp cho Boa Lilith hồi phục được rất nhiều anh em nhá. Tổng thể lại, mình thấy Boa Lilith là một tướng công thủ toàn diện, gây sát thương mạnh mẽ, khống chế đối thủ và hỗ trợ đồng đội trong các trận đấu kéo dài. Ôi thôi, đấy lại là một vị tướng limited anh em ạ. Nên nếu như anh em nào muốn sở hữu Boa Lilith ở thời điểm hiện tại, đặc biệt là như anh em ở server mới, thì chắc là phải chờ sự kiện nào đấy, thì chúng ta phải nạp những các kiểu vào mới có thể sở hữu được Boa Lilith anh em nhá. Top 6, Jinbe Wano. Đấy là một vị tướng mình cực kỳ yêu thích anh em nhá, bởi vì cái tạo hình trông rất chi là cute. Jinbe Wano là một vị tướng phòng thủ cực kỳ bền bỉ, với khả năng bảo vệ đồng đội và tăng khả năng chịu đựng của bản thân qua từng lượt chiến đấu anh em ạ. Kỹ năng nộ Karate người cá của Jinbe giúp cho anh ta tấn công hai kẻ địch ngẫu nhiên với sát thương cao dựa trên thủ của mình. Đòn này càng mạnh khi đối thủ có nộ cao và có cơ hội gây ra hiệu ứng trầm mặc, ngăn địch sử dụng nộ làm giảm khả năng phản công của kẻ địch anh em nhá. Kỹ năng Thất Vũ Hải sẽ tăng cho Jinbe Wano rất nhiều chỉ số phòng thủ, giúp Jinbe chịu đựng tốt hơn. Đó đánh thường của Jinbe tấn công toàn bộ địch và có cơ hội gây trầm mặc tiếp phát nữa, giúp hạn chế nộ của kẻ địch anh em nhá. Ngay từ đầu trận, Jinbe sẽ tạo ra một bảo hộ cho toàn đồng đội, giảm sát thương nhận vào và có cơ hội tránh bị chọn là mục tiêu tấn công, giúp cả đội sống sót qua các lượt đấu đầy nguy hiểm anh em ạ. Anh ta sẽ gia tăng thủ và kháng chí mạng vĩnh viễn, làm cho anh ta trở nên cứng cáp hơn theo thời gian. Mình thấy Jinbe Wano là một vị tướng bảo vệ và gây rối cho đội hình địch khá tốt anh em ạ. Với khả năng khống chế nộ và gia tăng sức phòng thủ liên tục thì đây là một vị tướng cực kỳ lý tưởng cho vai trò chống chịu và bảo vệ đồng đội trong các trận đấu kéo dài anh em nhá. Còn các vị tướng trong top 7, 8, 9, 10, 11 thì lần lượt như sau anh em nhá. Đầu tiên là Karasu, đây là một vị tướng có khả năng gây sát thương diện rộng và kiểm soát địch thông qua hiệu ứng bụi than. Chiêu thức chỉ huy cách mạng giúp Karasu có khả năng tấn công toàn bộ kẻ địch bằng đòn đánh thường với sức mạnh lớn, trong khi hiệu ứng bụi than có thể thêm sát thương đáng kể và gây choáng kẻ địch khi phát nổ. Kỹ năng hợp chất dễ cháy làm nổi bật khả năng hỗ trợ đồng đội khi tạo dấu ấn quả đen, giúp toàn đội có cơ hội cao gây thêm hiệu ứng bụi than. Sức mạnh thần thoại là một kỹ năng phòng thủ mạnh mẽ, tự bảo vệ Karasu khỏi sát thương trong một lượt và có thể kéo dài đến hai lượt. Điều này giúp Karasu sống sót lâu hơn trong các trận chiến căng thẳng. Cuối cùng là chiêu cuối, bão quạ tử vong. Đây là đòn kết liễu với sức sát thương cực lớn, tấn công tất cả địch và kích nổ hiệu ứng bụi than, gây sát thương nặng và chặn hồi sinh nha anh em. Vị tướng thứ hai trong đội hình của mình là một vị tướng hỗ trợ và khống chế đáng gờm ở trong game ở thời điểm hiện tại rồi anh em nhá. Đó chính là Lady Perona, với khả năng làm suy yếu kẻ địch và bảo vệ đồng đội. Kỹ năng linh hồn ám ảnh cho phép Perona đánh thường lên toàn bộ kẻ địch, gây sát thương dựa trên sức mạnh của tướng có công cao nhất bên phe mình, đồng thời giảm nộ địch làm giảm khả năng dùng chiêu cuối của đối thủ. Kỹ năng cặp đôi hoàn hảo cung cấp hiệu ứng ẩn thân cho Perona và đồng đội có tốc độ cao nhất, giúp họ tránh khỏi những đòn tấn công diện rộng. Điều này cực kỳ hữu ích trong các lượt đầu trận, đảm bảo an toàn cho các tướng quan trọng trong đội hình của mình anh em ạ. Còn kỹ năng Horohoro no Mi thì giúp Perona trở thành một trong những tướng khắc chế mạnh khi xóa hiệu ứng bất tử của địch và tăng đáng kể chỉ số chí mạng cho đồng đội. Chiêu cuối quý cô thanh lịch không chỉ tăng máu cho đồng đội mà còn gây sát thương diện rộng với khả năng nhụt chí, khiến địch khó tích lũy nộ và dễ bị tổn thương hơn. Vị tướng thứ ba trong đội hình của mình là Bartolomeo Wano. Đây là một vị tướng phòng thủ cực kỳ mạnh mẽ, với khả năng bảo vệ đồng đội và gây sát thương dựa trên chỉ số thủ của bản thân. Kỹ năng hải tặc khét tiếng giúp Bartolomeo tăng đáng kể các chỉ số phòng ngự và tốc độ, cùng với sát thương diện rộng dựa trên thủ rất lợi hại trong việc áp chế kẻ địch có nộ cao. Hiệu ứng hoảng loạn của kỹ năng này còn giúp giảm khả năng hồi nộ của địch, cản trở chúng tích lũy sức mạnh. Kỹ năng Baribari no Mi giúp tăng tỷ lệ miễn nhiễm sát thương khi bị tấn công, bảo vệ đồng đội trong các lượt đầu quan trọng của trận đấu anh em nhé. Chiêu cuối của Bartolomeo tập trung vào địch có nộ cao, gây sát thương lớn theo thủ và có cơ hội tạo bất hoại cho toàn đội, giúp cả đội của mình có thể miễn nhiễm được sát thương khi đi chiến đấu anh em nhé. Tất nhiên là chỉ trong một lượt thôi. Vị tướng thứ tư trong đội hình của mình là Yonko Xanh. Đây là một tướng tấn công cực kỳ mạnh mẽ, nổi bật với khả năng gây sát thương khủng và khả năng đặc biệt trong việc tận dụng nộ, giúp anh ta trở thành một đối thủ đáng gờm trên chiến trường anh em ạ. Kỹ năng Hoàng đế tân thế giới tăng cường công mỗi lần Xanh dùng nộ, đồng thời cộng dồn sát thương nộ và giảm lượng nộ yêu cầu, khiến chiêu cuối của Xanh ngày càng mạnh mẽ và tiết kiệm nộ hơn. Kỹ năng này còn tạo khiên chắn dựa trên công của Xanh cho toàn đồng đội, cung cấp bảo vệ cực kỳ quan trọng anh em nhá. Chiêu cuối tuyệt sát thần tị gây sát thương diện rộng, tận dụng cả công và máu tổn thất của mục tiêu, đồng thời còn giảm sức tấn công của kẻ địch nữa anh em ạ. Và vị tướng thứ 5 trong đội hình của mình khi mà đi chiến trường đó chính là Zephyr. Đây là một vị tướng phòng thủ cực kỳ mạnh mẽ, nổi bật với khả năng bảo vệ đồng đội và giảm sát thương nhận vào, biến Zephyr thành một trụ cột vững chắc trong trận đấu. Kỹ năng Đô đốc Hải quân cung cấp một lượng lớn máu, kháng xuyên thủ và khả năng miễn nhiễm sát thương chuẩn, giúp Zephyr có độ chống chịu cực kỳ cao anh em nhá. Đối với chiêu thức bậc thầy Haki, Zephyr có thể hỗ trợ đội khi có đồng đội bị hạ, xóa trạng thái xấu và hồi máu cho cả đội, đồng thời cung cấp thêm giảm sát thương và lá chắn,
chiêu cuối. Tay đèn Battle Smasher gây sát thương diện rộng, xóa hiệu ứng tăng chỉ số của đối thủ và gia tăng công cũng như là giảm sát thương cho đồng đội của mình anh em nha. Ok, anh em thấy top 10, à không, top 11 vị tướng trên đây như thế nào? Nhớ để lại bình luận của anh em ở bên dưới phần mô tả nha. Và nếu như mình có làm thiếu vị tướng nào, anh em nhớ góp ý cho mình nhá. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để đón xem nhiều video hơn về tựa game huyền thoại hay tặc anh em ơi.